phường là hết lòng. Đó là chính bạn từ nơi rất sâu thẳm trong tấm lòng. Và đó là những gì bạn được tạo dựng nên để làm. Từ khi có khái niệm thời gian, Chúa đã dựng nên con người để thờ phượng, để hát, để hòa cùng trong một hợp xướng. Nhưng thờ phượng không phải chỉ là âm nhạc. Hơn cả những bài hát, nó là về cách mà bạn chọn để tôn ngợi Chúa trong đời sống của bạn, mỗi phút giây. Dù cho không có ai nhìn bạn, trong những lúc bất an lo lắng và trong những hoàn cảnh thất vọng nặng nề, thờ phượng là để đầu phục trước Chúa, là để hiệp một, là để biết ơn Ngài. Đó là sự dâng hiến trọn vẹn cuộc đời của bạn, ý chí của bạn và cả đường lối của bạn lên cho Chúa. Thờ phượng là về sự tin cậy và vâng lời. Đó là để chiêm nghiệm đấng sáng tạo vĩ đại. Khi Ngài dựng nên bạn, Ngài biết từng cấu trúc mỗi tế bào trong bạn. Chính lúc ấy, bạn đã được tạo dựng với sự thờ phượng sẵn có trong tâm tưởng. Bạn được tạo dựng bởi một mục đích. Bạn được tạo dựng để dâng lời ca ngợi. Bạn được tạo dựng để chúc tôn đấng sáng tạo. Bạn được tạo dựng để thờ phượng.